Hello các bạn, nay mình vẽ nhân vật truyện tranh Luffy và đánh nhau với Doflamingo nhé các bạn. Bây giờ mình đi khung trước. Nếu các bạn yêu thích video của mình thì các bạn nhớ like và đăng ký ủng hộ kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn. vậy là mình đã vẽ xong hình Luffy và Doflamingo rồi nhé các bạn. Nếu mình vẽ được chỗ nào chưa đẹp thì các bạn cứ bình luận phía dưới để cho mình biết nhé. Nếu các bạn có thích video của mình thì các bạn nhớ like và đăng ký, chia sẻ kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn.